Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các mẹ một cái mẹo. Cái này là một cái mẹo thôi chứ cũng không có gì. Nếu mà các mẹ biết rồi thì ấy, mà chưa biết thì mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Đây là gạo mà mình đã chuẩn bị để mình nấu cháo cho bé nhà mình nhé. Nhưng mà thường thường thì cái thời gian của ai nuôi con nhỏ cũng rất là vất vả. Mà buổi sáng dậy thì nếu mà để nấu một nồi cháo thì nó rất là mất thời gian. Nên là mình thường thường thì mình sẽ nấu vào tối ngày hôm trước. Và sáng mai thì mình sẽ nấu thêm đồ ăn cho bé. Còn cháo không thì mình sẽ nấu vào tối hôm trước. Nhưng mà mình thì mình không nấu theo cách bình thường. Mà mình thường thường thì mình sẽ ủ bằng cái bình thủy này. Cái này là cái phích mà để mình đựng nước sôi, để giữ nhiệt nước sôi á các mẹ. Chắc là cái này thì ai cũng biết mà nhà nào cũng có. Mình sẽ ủ cháo bằng cái bình thủy này. Thì bình thường thì mình cũng toàn là làm như vậy để cho nó tiết kiệm thời gian và nó không được không cái cái thời gian của mình không mất nhiều thời gian ấy và công sức nữa. Mình thấy nấu một nồi cháo nếu mà mình nấu bằng bếp ga thì cũng ít nhất là hết khoảng 3 đến 40 phút thì cháo mới nhừ. Còn nếu mà nấu bằng nồi cơm điện thì như nồi cơm điện nhà mình có chế độ nấu cháo thì phải 2 tiếng. Nên là mình thường thường thì mình sẽ nấu bằng cái bình thủy này, rất là tiện lợi. Ở đây thì bé nhà mình ăn cháo thì mình thường thường mình nấu hai loại gạo. Đây là gạo tẻ, còn đây là gạo nếp. Mình sử dụng gạo tẻ nhiều hơn khoảng 4 phần thì gạo nếp khoảng 3 phần nhé. Gạo nếp bằng 3/4 gạo tẻ. Mình sẽ cho vào cái phích này. Rất là đơn giản thôi, mình vo sạch và mình cho gạo vào. Y như là mình nấu cháo vậy thôi các mẹ, nhưng mà thay vì mình phải nấu thì mình ủ trong cái phích này. Bây giờ ở trên thị trường thì nó cũng có rất nhiều loại các cái loại cái bình ủ để mình có thể nấu cháo hoặc là mình hầm một số loại chè. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng cái giá thành nó cũng đắt mà nó cũng không được phổ biến ấy. Còn cái phích này thì nhà nào cũng có mà lại rất là rẻ đấy. Mình cho gạo vào. Và mình đang nấu nước sôi rồi, nước sôi đủ, cứ sôi lên đủ 100 độ thì mình sẽ chế vào đây. Rất là nhanh. Hầu như là từ khi mà mình nấu cháo bằng cách này thì mình còn nhiều thời gian để làm các việc khác. Bây giờ mình sẽ chế nước vào nhé. Vậy là mình đã vừa chế nước sôi vào cái bình này và mình vặn thật chặt. Khi nãy mình quay mà mình lỡ bấm mà mình nó chưa quay mà mình không biết ấy. Đây các mẹ, mình đổ cái lượng nước vừa phải, cái lượng nước bằng với cái lượng nước mà các mẹ hay nấu cháo bình thường nhé, hoặc là có thể ít hơn một chút, tại vì với cái cách ủ ở trong bình thủy này thì cái lượng nước của mình nó sẽ giữ nguyên, nó sẽ không bị mất nước hoặc là không bị khô. Thay vì mình đun ở trên bếp ga thì nước của mình nó sẽ giảm bớt, nhưng mà ở bình thủy này thì nó còn nguyên nên các mẹ có thể giảm cái lượng nước lại một chút xíu cũng được nhé. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong, rất là đơn giản và nhanh cách mà mình thường hay nấu cháo cho bé nhà mình. Nếu mà các mẹ thấy hay thì có thể làm thử để mình giảm bớt cái thời gian, có thời gian dành cho bản thân hoặc là những việc khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.